Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn thì hôm nay thì ô tô 360 của chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe màu cực độc và cực lạ. Đó chính là chiếc xe Kia Morning. Đây là chiếc xe Kia Morning, chiếc xe được sản xuất năm 2011 và được sản xuất tại Việt Nam ạ. Chiếc xe còn rất là đẹp, chúng tôi cam kết là chiếc xe không đâm đụng, không ngập nước, tất cả máy móc nguyên bản, keo chỉ còn nguyên bản hết, đã không đâm đụng, không va chạm gì cả, tất cả còn rất là đẹp ạ. Đây là cái phiên bản Kia Morning 1.0 và là hộp số tự động ạ. Chiếc xe cũng đã được trang bị rất là nhiều đồ rồi ạ. Nội thất da la răng đúc, cảm biến lùi đầy đủ hết tất cả rồi ạ. Nhìn về cái tổng thể về bên ngoài thì chiếc xe còn rất là đẹp, nước sơn cũng còn nguyên bản rất là nhiều ạ, cho nên là rất là bóng bẩy đấy ạ. Xe cũng đã được lắp thêm rất là nhiều đồ, ví dụ như là cảm biến trước sau này, loa súp gầm, la răng đúc, có đầy đủ hết tất cả rồi. Và cái dàn lốp thì còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Đây, thưa quý vị và các bạn, đây cái dàn lốp đây, cả 4 bánh đều còn rất là đẹp ạ. Lốp Briton và còn rất là dày ạ. La răng đúc, lốp rất đẹp ạ. Đây là cái bộ la răng đúc này. Và cái dàn lốp của xe, dàn lốp còn rất là dày đấy ạ. Đấy, quý vị và các bạn có thể yên tâm khi mua chiếc xe này về mà chỉ việc có đổ xăng vào mà chạy thôi. Đây là cái phần đầu, tức là cái phần ba đợt xúc trước của xe đấy ạ. Tất cả là còn nguyên bản và còn rất là đẹp ạ. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa va chạm gì cả, cho nên là nó còn rất là đẹp ạ. Từ những cái khe này, tiếp giáp giữa tai và ba đợt sốc này, mép cabo này, tất cả đây, như các bạn xem qua này, nó hở rất là đều. Điều này chứng tỏ là chiếc xe này sẽ bị đâm đụng hay là sẽ bị va chạm gì cả. Xi nhan thì cũng đã được tích hợp trên chiếc gương chiếu hậu này rồi đấy ạ. Đây là cái phần ba rờ sốc sau của xe. Ba rờ sốc sau thì cũng vậy, tất cả là còn nguyên bản, chưa có bị đâm đụng hay là chưa va chạm gì cả, tất cả còn rất là đẹp ạ. Cụm đèn hậu thì còn rất là đẹp và được chủ xe đã lắp thêm cái phần bảo vệ này bằng chrome, cho nên là nhìn rất là chắc chắn và rất là đẹp. Và đây chính là cái phần mà chủ xe đã lắp thêm, đó là những cái phần cảm biến sau, mắt cảm biến sau đấy. Cảm biến sau 4 mắt mà chủ xe đã lắp thêm ạ. Ba đợt sốc trước thì chủ xe cũng đã lắp thêm là cảm biến trước rồi ạ. Cảm biến trước sau đầy đủ, cho nên là nếu như các bạn nữ mà có muốn sở hữu chiếc xe này hoặc là mới lái thì đi chiếc xe này có thể yên tâm ạ. Mặc dù chiếc xe này rất là nhỏ gọn nhưng mà cũng đã được thiết kế rất là nhiều option và đầy đủ hết rồi. Từ đèn pha, đèn gầm, đã có cả đèn gầm, đèn pha đầy đủ hết rồi đấy. Đây là cái cụm đèn pha của xe, còn rất là mới và sáng. Bên dưới cụm đèn pha này là cái cụm đèn gầm của xe, đèn gầm hay là đèn sương mù đấy ạ. Tất cả còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Vì chiếc xe sản xuất năm 2011, chạy được có hơn 8 vạn km thôi. Và nếu như quý vị các bạn nào đang quan tâm đến chiếc xe Kia Morning này thì xin quý vị các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được tư vấn. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem xe trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp chiếc xe này thì mời quý vị và bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe trực tiếp và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là chỉ hơn 200 triệu đồng thôi. Cụ thể là chúng tôi bán với giá là 215 triệu đồng thì quý vị và các bạn đã sở hữu ngay một chiếc xe 4 bánh để đi rồi đấy ạ. Chiếc xe 4 bánh vừa đảm bảo bảo vệ cho gia đình bạn và có thể và tránh mưa nắng,
đánh va chạm. Sau đây thì tôi sẽ quay và giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái phần nội thất cũng như là cái phần keo chỉ của chiếc xe này. Chiếc xe này chúng tôi vừa mới mua về thôi, cho nên là tôi quay em đây quay luôn, chưa có dọn dẹp, chưa có rửa đáy gì cả. Đây, keo chỉ và các bạn đây, keo chỉ còn nguyên bản hết ạ. Keo chỉ là còn nguyên bản đấy. Cái phần cái chỗ này nhá, cái chỗ này là không phải bị va chạm gì đâu, mà cái chỗ này là do bắt cái đinh rút để lắp cái ốp cửa đây ạ. Lắp cái ốp cánh cửa đây, cho nên là bắt cái đinh rút vào. Chứ còn keo chỉ là còn nguyên bản hết đấy, chưa có đâm đụng hay chưa va chạm gì đâu. Và cái phần bên dưới này, chủ xe rất là cẩn thận, chống xước, cho nên chủ xe đã dán ni lông lại dưới này đấy. Dán ni lông hết cả những cái phần nhựa mà nó hay đi xước là chủ xe lắp lại đây. Và kể cả cái phần bậc cửa này, chủ xe cũng đã dán hết lên cái ni lông này. Dán ni lông này để chống xước đấy, cả xung quanh xe, chủ xe rất là cẩn thận và giữ gìn, cho nên là đã dán lại hết rồi. Đây là cái cụm điều khiển lên xuống kính này, tất cả còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Đây, cái phần nội thất táp lô của xe đây ạ, tất cả còn rất là mới, rất là đẹp. Bộ ghế da nguyên bản theo xe đây ạ. Đây là cái bộ ghế da nguyên bản theo xe, còn rất là đẹp ạ. Ốc bản lề cánh cửa cũng còn nguyên bản hết ạ. Đây là cái ốc bản lề cánh cửa, tất cả là còn nguyên bản. Đây là cái táp bi cửa phía sau bên lái. Đây chính là táp bi cửa phía sau bên lái đây. Keo chỉ là còn nguyên bản. Keo chỉ còn nguyên bản. Ốc bản lề còn nguyên bản hết ạ. Mặc dù chúng tôi chưa có dọn dẹp gì cả, cho nên nó hơi bẩn một chút thôi. Toàn bộ những cái đồ đạc này vẫn của chủ xe, tôi vừa mới mua về, cho nên là để nguyên là tôi quay lên đây để giới thiệu cho quý vị và các bạn. Đây, tất cả về cái phần nội thất của nó còn rất đẹp và còn nguyên bản hết ạ. Và cửa đây, chủ xe cũng dán hết là rất là kỹ ạ. Dán hết ở những cái phần hay xước thì chủ xe đã dán lại rồi. Vậy cho nên là chúng ta bây giờ nếu bóc cái lớp ni lông này ra thì bên trong rất là mới ạ. Đây là cái phần cốp của xe, tôi cũng quay chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem đây ạ. Để quý vị và các bạn thấy nó còn đẹp và còn nguyên bản như thế nào ạ. Đây là cái rất bẩn nha, chúng tôi chưa có dọn dẹp gì cả, cho nên nó còn bẩn nguyên đấy, vừa mới mua về, cho nên là chưa dọn dẹp, chưa làm gì cả. Đây là cái phần ốc của cánh cửa sau, ốc cánh cửa sau này, keo chỉ cánh cửa sau này, quý vị các bạn có thể xem đây ạ, ốc keo chỉ còn nguyên bản hết, không mất một phần keo chỉ nào cả. Keo chỉ còn nguyên, ốc còn nguyên như thế này thì điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa có đâm đụng hay chưa có va chạm gì từ phía sau nữa đâu ạ. Tất cả là còn nguyên bản hết ạ. Chân đèn này đều còn nguyên bản hết ạ. Còn nguyên bản như thế này thì điều này chứng tỏ là chiếc xe chưa bị đâm đụng hay là chưa va chạm gì cả. Chiếc xe đi cũng rất là cẩn thận, cho nên là tất cả còn rất là đẹp. Đây là cái lốp sơ cua của xe, lốp sơ cua cũng đã hạ rồi. Bộ đồ nghề thì vẫn còn nguyên cả đấy ạ. Đây là chiếc táp bi cửa phía sau bên phụ, cũng giống như chiếc táp bi cửa kia, còn rất là đẹp và chủ xe đã dán đây. Rất là cẩn thận rồi ạ. Rất là cẩn thận, dán hết cả bậc cửa này, cả phần nhựa này. Tất cả còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Nội thất còn đẹp nguyên ạ, da nguyên bản của xe đấy ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe Kia Morning 2011 này thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 của chúng tôi là 0905 608 883 để được tư vấn. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem xe trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp chiếc xe Kia Morning này thì xin quý vị và các bạn hãy qua địa chỉ ở cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử chiếc xe này. Đây là keo chỉ của chiếc táp bi trước bên phụ đây ạ. Tất cả cũng còn nguyên bản hết và còn rất là đẹp ạ. Ni lông cũng bọc, chủ xe bọc kín hết xung quanh ở cái phần dưới này. Phần hay xước, phần dễ xước nhất thì chủ xe bọc rất kỹ để tránh việc xước sát ạ. Nội thất ra thì rất là đẹp, rất là mới ạ. Vì chiếc xe mới chạy được hơn 8 vạn km thôi, cho nên nó còn rất là mới, rất là đẹp đấy ạ. Táp lô đây ạ, đây là cái phần táp lô. Mặc dù chúng tôi chưa có dọn dẹp, chưa có đánh bóng gì cả, cho nên là nó
hơi bẩn một chút thôi, chứ tất cả là còn nguyên bản hết đấy. Tất cả còn nguyên bản và còn rất là đẹp ạ. Tất cả còn nguyên bản và còn rất là đẹp ạ. Đây là cái phần táp lô của xe. Tất cả cũng còn rất là đẹp về vô lăng đây. À, xin lỗi với quý vị và các bạn nhé. Vừa rồi tôi giới thiệu với quý vị và các bạn là chiếc xe này chạy hơn 8 vạn. Nhưng không phải tôi nhầm ạ. Chiếc xe này mới chạy có 7.6 km thôi ạ. Chiếc xe chạy có 7.6 km và đồng hồ chuẩn của nó đấy. Đồng hồ xịn theo xe đấy, không có tua, không gì đâu, tất cả còn nguyên bản. Thì chúng tôi vừa mới mua về thôi. Xe cũng đã được trang bị đầu CD tích hợp với AM, FM, đầy đủ hết cả. Đây. Tablo thì còn rất là đẹp. Tablo, tabi, tất cả còn rất là đẹp, rất là mới ạ. Đấy. Vậy nếu như quý vị và các bạn quan tâm đến chiếc xe Kia Morning 2011 này thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem xe trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp thì mời quý vị và các bạn hãy qua địa chỉ ở cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe trực tiếp và lái thử trực tiếp chiếc xe Kia Morning 2011 này ạ. Đây, thưa với quý vị và các bạn, chủ xe cũng đã lắp thêm cái súp ở gầm ghế lái rồi ạ, cho nên là nghe về cái phần âm thanh rất là hay. Súp lắp ở gầm ghế lái đấy. Đây là cái phần động cơ của xe. Chiếc xe này chúng tôi vừa mới mua về, chưa có dọn dẹp gì cả cho nên hơi bẩn một chút, nhưng tôi cũng sẽ quay lên đây để giới thiệu cho quý vị và bạn. Mà cái điều bẩn hay sạch không quan trọng, mà cái việc nó còn nguyên bản hay không cho quý vị và các bạn ạ. Đây, nguyên bản hay không thì đầu tiên chúng ta phải xem về cái phần ốc cabo để xem nó còn nguyên hay không đã. Đây, ốc cabo này còn nguyên này này, keo chỉ còn nguyên hay không mới là cái điều quan trọng ạ. Nhưng mà sạch sẽ hay là bẩn thì không quan trọng bằng đâu ạ, keo chỉ còn nguyên. Keo chỉ còn nguyên và ốc còn nguyên này thì điều này chứng tỏ là chiếc xe chưa có bị đâm đúc hay là chưa bị va chạm gì cả. Tất cả những cái ốc ở đầu này cũng còn nguyên bản hết ạ. Máy móc đây ạ. Máy móc ốc cũng còn nguyên bản hết, từ cái ốc chân máy cho cái ốc mặt máy, tất cả còn nguyên bản hết. Tất cả còn nguyên bản và còn rất là đẹp, tất cả hoạt động bình thường. Chủ xe cũng vừa mới bảo dưỡng xong cho nên là chiếc xe này hoạt động rất là bình thường, không có vấn đề gì cả. Keo chỉ thì còn nguyên bản hết ạ. Ốc mặt máy này, ốc mặt máy, ốc chân máy, tất cả là còn nguyên bản hết. Vậy nếu như quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe Kia Morning này thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 của chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem xe trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp chiếc xe Kia Morning này thì mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ là 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử chiếc xe Kia Morning 2011 này. Chiếc xe Kia Morning 2011 này thì chúng tôi đang bán với giá là 215 triệu đồng. Vậy nếu như quý vị và các bạn muốn sở hữu chiếc xe này thì mời quý vị và các bạn hãy qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi clip. Và nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì quý vị và các bạn hãy like clip, hãy chia sẻ kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. Quý vị và các bạn ơi, thời tiết bây giờ đã bước sang mùa hè rồi, rất là nắng nóng. Với thời tiết đang nắng nóng như thế này mà anh em chúng tôi lại suốt ngày phải làm việc ở ngoài trời thì quả rất là nắng nóng và vất vả. Quý vị và các bạn nếu như muốn ủng hộ anh em chúng tôi thì quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để động viên cho tinh thần anh em chúng tôi làm việc nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo.